Hôm nay là tối 7 tây tháng 1 năm 2020. Formosa TV đang có mặt ở chung cư Beleza ở phường Phú Mỹ, quận 7. Nơi đây hiện đang đặt thi hài của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín. Tối hôm nay là đêm cuối cùng, ngày mai sẽ đưa thi hài của ông tới nghĩa trang Đa Phước để làm lễ hỏa táng. Chúng ta cùng theo dõi một số hình ảnh của tối hôm nay cũng như là nghe chia sẻ của những người tới tham dự, trong đó chắc chắn là có rất là nhiều những người hâm mộ cũng như là những người nghệ sĩ thân hữu của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín. Nguyễn Chánh Tín đối với tôi là bạn đồng nghiệp mà cũng là một người em thân thiết. Vì tôi với Chánh Tín chơi với nhau từ lúc mà Tín còn là học ở trường luật ở Sài Gòn. Thì lúc đó là tôi đã ra trường rồi. Tôi ra trường cao học thì Tuấn là Chánh Tín là học trường luật Sài Gòn, nhưng mà hoạt động văn nghệ với nhau. Thì anh em chơi thân với nhau rất nhau. Tín là một con người rất là thẳng thắn, bộc trực, và có thể dùng một chữ là rất ngang tàng, rất ngang tàng. Và chính tôi cái tính cách đó mà tôi quý. Đôi lúc là quá ngang hoặc là bộc trực, là thấy những cái điều gì mà không được là Tín bày tỏ ngay. Chị đến đây hôm nay đêm cuối, chị đưa anh đến một nơi yên nghỉ cuối cùng của anh. Nhưng mà chị nói trong cái lòng của chị, anh Nguyễn Chánh Tín rất là tốt, rất là tốt. Thầy Nguyễn Chánh Tín là một cái người rất là thân thiện, rất là khôi hài, luôn luôn là mở nụ cười và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người trong tất cả mọi trường hợp. Đó là tính cách của thầy. Dạ, em với anh Tín thì có quay với nhau bộ phim Suối Ân Hồn do anh Tín làm đạo diễn và làm diễn viên, thì em quay chung với ảnh. Sau phim đó thì hai anh em rất là thân nhau và thường xuyên là gặp gỡ nhau. Em mới vừa đi Mỹ về thì khi mà chuẩn bị về thì anh Tín và em, hai anh em có chat với nhau, có hẹn hò là mấy ảnh chờ em về thì là nhóm sẽ làm tiệc tất niên. Cho nên khi mà em về tới mà nhận được cái tin mà anh Tín mất thì thật sự là nó quá đột ngột, nó quá bất ngờ, tại vì là mình cũng mong về để gặp anh Tín và mấy anh em trong nhóm. Anh Tín là một người anh, phải nói là tính cách rất là hay, một người tính cách rất Nam Bộ, rất là chân tình, rất thẳng thắn, không có giả dối, không có màu mè. Tính cách của một người nghệ sĩ lớn mà rất là gần gũi, không có một cái chút gì để mà xa cách hết. Và chính điều đó mà anh em bạn bè, tất cả mọi người ai cũng thương yêu anh. Anh Tính ra đi đột ngột vậy thì chắc chắn là để lại cho tất cả mọi người cái sự hụt hẫng và bàng hoàng, tiếc thương rất là nhiều. Nếu mà có điều gì chia sẻ với những người khán giả ở xa thì em muốn nói điều gì với họ? Em chỉ muốn nói rằng là không biết bao giờ điện ảnh Việt Nam có được một tượng đài như vậy nữa. Một
người nghệ sĩ tài hoa mà lỗi lạc như vậy, mà lại có những tính cách gần gũi và đáng yêu như vậy, em nghĩ không phải dễ gì mà có được. Và không biết bao giờ điện ảnh Việt Nam mới có được một tượng đài lớn như vậy nữa. Đây là những người bạn chân tình nhất, cho nên tụi anh mới dám ngồi rượu đây. Thì cái chuyện em muốn tìm hiểu gì thì đi. Anh chỉ giới thiệu vậy. Và anh Bác cũng là một trong những người thân thiết. Chị mới ngồi nhậu rồi rót anh hoài. Em làm gì vậy? Nãy giờ có qua tour cái nào đâu mà em quay hoài vậy? Tức là kiểu ông đừng uống nữa mà ông chơi ngược lại cái bà này đính luôn. Có là chị tiếp theo cho nó, tôi nói cho anh đừng uống để tôi uống cho anh nhiều quá vậy. Đúng rồi. Theo có cái nữa chị nhớ không? Tính ông đi. Em theo anh. Nhưng thôi lát anh tự đi làm nữa. Dễ dễ lắm. Nghệ sĩ của Nguyễn Nhân Tính có rất là nhiều khán giả hâm mộ, không chỉ ở đây mà ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ nữa. Thì trong cái ngày này chị có điều gì chị có thể chia sẻ với những người khán giả ở xa không có dịp tới đây để mà chia tay với lại nghệ sĩ Nguyễn Nhân Tính thưa chị? Dạ thì những ngày qua khi anh Tính mất thì tôi rất là buồn, hầu như tôi xin lỗi ít tiếp xúc với khán giả. Nhưng mà nếu mà các vị khán giả có lòng yêu quý anh Chân Tính tới giờ phút này, tôi xin thành thật cảm ơn thay mặt anh Chân Tính hết. Đã xong. Chắc chắn là cả một đời như vậy quá nhiều cái để mà nhắc nhở, nhắc lại với mọi người. Nhưng mà chỉ muốn mọi người khi nghĩ tới, khi nhớ tới nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính trong tương lai thì họ nghĩ tới một Nguyễn Chánh Tính như thế nào thưa chị? Dạ thì theo như tôi nghĩ, anh Nguyễn Chánh Tính, những điều tôi muốn nói ra đây không phải là vì anh là chồng của tôi cho tới bây giờ mà tôi nói để mà tâng bốc anh lên, nhưng mà tôi biết là anh đã sống một cái cuộc sống của một người nghệ sĩ Việt Nam, sống rất là chân thật. Mặc dù anh, tôi biết các vị cũng biết là anh là người đàn ông, thì đàn ông thì trong cái vấn đề tình cảm thì khó ngăn cản nổi lắm, nhưng mà tôi sống cho gia đình, cho tôi và cho anh đó và cho các con. Tôi sống đúng thì ảnh sẽ trở về thôi. Chứ tôi không có một cái dám chen vô cái cuộc sống riêng của anh. Cái này là tôi nói thật. Và tại vì tôi là, tới giờ phút nào tôi cũng thật rồi, tôi là được giáo dục theo Pháp. Tôi học trường Pháp từ nhỏ tới lớn. Je suis française, vietnamienne mais française. Thành ra tôi hiểu anh lắm. Thành ra chính vì vậy mà anh đi đâu rồi cũng trở về với vợ con. Điều tôi rất mừng, xin cảm ơn. Một đời gắn bó với lại nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính rồi. Bây giờ đây thì có lẽ trong mấy ngày này thì rất là bận rộn cho nên chị chưa kịp nghĩ tới đâu. Nhưng mà trong những ngày tới thì làm như thế nào? Chị có nghĩ được rằng là chị làm như thế nào để có thể lấp đầy cái khoảng trống khi nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính ra đi khỏi cuộc đời của chị hay không ạ? Nếu mà lấp đầy thì không bao giờ lấp được hết. Nhưng mà tôi sẽ cố tìm một cái lối thoát nhỏ nhỏ để cho mình không cùng đường, không có được bị bí đó, cùng đường. Thành ra tôi thì tôi có gia đình ở bên USA, có ở bên Canada là con, người con lớn của tôi, thì cháu nó lãnh qua cho mẹ đi qua bên chơi. Mẹ muốn ở thì ở, mẹ muốn về thì về, nhưng mà tôi không ở. Tôi đã từng đi rồi, tôi đã từng Pháp, Mỹ và Canada thì tôi chưa qua, nhưng mà tôi còn một đứa con gái ở đây nữa, thì tôi sống với con gái. Thế thôi với tôi, nhưng mà tôi sẽ đi qua Canada để thăm cháu nội.
thì có anh Tính thì anh không chịu đi, là tôi không đi, bây giờ không còn anh nữa tôi đi qua thăm cháu, thăm con. Xin cảm ơn chị và cũng xin chia buồn cùng gia đình và cũng như là chúc cho chị trong những ngày tới thật là thư thả thôi chị. Xin cảm ơn. Trong cái điện ảnh Việt Nam á, tôi phải nói là tôi thần tượng anh trước cái đã. Ngoài cái đồng nghiệp tôi còn thần tượng anh. Tại vì anh là một người nghệ sĩ thể hiện được cái nhân vật mà người ta phải công nhận là nghệ sĩ Việt Nam điếu được trên đầu ngón tay thôi, là thể hiện cái vai Nguyễn Thành Luân đó, là con người đúng là người điện ảnh đó. Nó đẹp từ dốc dáng, từ hành động cho đến cái tâm lý, cái nội tâm, cách diễn nó đẹp hoàn hảo. Mặc dù có những người diễn viên thế hệ đi trước mà không ai như thế hết. Trước quan tài ảnh có những người bạn học anh từ nhỏ, thì cái chết của anh đó, thì có lẽ bác sĩ cũng không đoán đúng đâu. Anh chết vì bạn bè, vì lãng tử, là anh biết là anh sẽ chết vì cái đó, cho anh những nhào vô và anh không nề hà, anh chỉ biết niềm vui và bạn bè thôi. Cái gốc tôi là ngày xưa đúng ra là tôi không giấu, tôi là giang hồ gốc, nhưng mà khi mà giải phóng vô rồi á, tôi nghĩ không phải là đất để cho giang hồ như tôi để mà sống nữa, thành thử ra trời Phật cho tôi hai con đường tôi chọn, một là giang hồ, hai là nghệ thuật. Tôi chọn nghệ thuật. Tôi với Nguyễn Vinh Tính là hai đứa cũng là rất là thân, từng làm phim chung với nhau cũng mười mấy phim rồi đó. Nhưng mà có nhiều cái kỷ niệm á, là Nguyễn Vinh Tính lúc đó là cũng qua nhà tôi chơi cũng rất là vui vẻ, nhưng mà tự nhiên cái bất chợt tôi nghe Nguyễn Vinh Tính bị mất á, tôi rất là cơ bằng buồn, rất là đau xót. Tại vì Nguyễn Vinh Tính ở với bạn bè rất có tình có nghĩa. Thank you.